Kênh Lê Nguyễn Hòa Kiển xin mến chào bà con và các bạn đang xem kênh ha. Thì hôm nay mình có trở lại nhà vườn của Văn Vi ở Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp để review giao lưu và báo giá bông trang gửi đến bà con và các bạn trên toàn quốc ha. Thì vườn Văn Vi có rất là nhiều mẫu cây nha bà con, cây giống, cây lứa đang hoa rất là nhiều. Thì mọi chi tiết bà con hãy liên hệ với số điện thoại ở phía dưới của màn hình để gặp trực tiếp Văn Vi, rồi Văn Vi sẽ báo giá cụ thể hơn nha bà con. Vườn Văn Vi thì giao lưu sỉ và lẻ số lượng lớn đều có hết luôn ha. Rồi mình sẽ vào bên trong để mình gặp trực tiếp Văn Vi để đo thông số và báo giá luôn hả bà con. Rồi em xin chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị gần xa ha. Hôm nay đến vườn trang của Văn Vi. Tiếp tục em sẽ lên video để báo giá giao lưu đến cô chú anh chị một số mặt hàng cây giống hiện tại nhà vườn đang có ha. Hầu như cũng muốn gần đầy đủ cái số cây giống nha cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị mình thích tới vườn để mua cây thì cứ đến địa chỉ là 373 ấp Khánh Mỹ A, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp, đó là địa chỉ vườn nhà em ha. Còn cô chú anh chị mình thông qua số điện thoại của em để đặt cây trực tiếp là 0907 827 392, đó cũng là số Zalo của em ha. Rồi chúng ta tiếp tục vào video để giới thiệu một số cây đến cô chú anh chị mình. Thì đây đầu tiên là giới thiệu đến cô chú anh chị mình là vàng son Cần Thơ. Thì đầu tiên cây vàng son Cần Thơ thấp nhất là 30, thì cao nhất là 40. Thì nguyên cái lô này là 5 cây nha cô chú anh chị mình. 5 cây vàng son Cần Thơ như thế này rất là đẹp luôn. Đó, 5 cây. 5 cây này giao lưu đến cô chú anh chị mình là 350.000, mã L1 nha. Mã L1 550.000, vàng son Cần Thơ. Đó, rất là đẹp. Giá là bao ship nha. Thì nhà vườn bên em là từ 150.000 em sẽ bao ship đến cô chú tận nhà đến cô chú anh chị mình ha. 350.000. 5 cây vàng son Cần Thơ. Cây cao 30-40. Tiếp tục là 5 cây tím sen Vĩnh Châu. Đó, tím sen Vĩnh Châu để có hoa sẵn. Tím sen Vĩnh Châu này là dòng hoa thơm nha cô chú anh chị mình. Thì cây cao từ 25 đổ lên, thì tầm 30 hết rồi nhưng mà báo 25 đổ lên đi cho nó gọn ha. Thì mã này mã L2 tím sen Vĩnh Châu. Thì 5 cây này giao lưu đến cô chú anh chị mình là 250.000 cho 5 cây tím sen Vĩnh Châu như thế này. Nó hàng chậu nhỏ lớn nha cô chú anh chị mình, rất là đẹp luôn. Vĩnh Châu là dòng hoa xiêm, hoa hoa thơm, rất là đẹp. 5 cây. Tiếp tục là vàng son Cần Thơ cây nhỏ ha. Thì cái này cũng là 5 cây. Cây nhỏ thì cao từ 10 cm trở lên. Thì 5 cây này thì nãy giờ nó hơi nắng. Thì 5 cây này giao lưu đến cô chú anh chị mình là 150.000, mã L3. Vàng son Cần Thơ mã L3. Tiếp tục mã L4 là hồng cánh kép, vẫn là 5 cây luôn. Cao là 20 đổ lên. Thì 5 cây hồng kép giao lưu đến cô chú anh chị mình là 200.000, mã L4 đó, 200.000. Mỗi đơn hàng từ 150.000 là em sẽ bao ship nha cô chú anh chị mình. L4. Tiếp theo là mã L5, Phụng Long Châu. 3 cây Phụng Long Châu, 3 cây giao lưu đến cô chú anh chị mình là 250.000 cho 3 cây Phụng Long Châu này, mã L5. Thì cây cao từ 20 cm đổ lên. Đó, mã L5 Phụng Long Châu 3 cây 250.000. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã L6 là Phụng Hoàng Cam. Chẳng là 5 cây Phụng Hoàng Cam, cây giống thì cao từ 15 cm đổ lên. Thì 5 cây giao lưu đến cô chú anh chị mình là 150.000 cho 5 cây mã L6 Phụng Hoàng Cam. Rất là đẹp. Theo mã L7 là đỏ đuôi phụng. Đỏ đuôi phụng này cây cao là 70 điều. Thì hai cây giao lưu đến của chú anh chị mình là 200.000 luôn, mã L7 đỏ đuôi phụng nha cô chú anh chị mình, 200.000 cho hai cây đỏ đuôi phụng mã L7. Tiếp theo mã L8 là hường sọc, 12 cây hường sọc, có cây có hoa có nụ sẵn luôn. Đó. Mã L8 thì cây cao từ 30 đổ lên, 30-35 đổ lên. Thì giao lưu đến cô chú anh chị mình 150.000 cho 12 cây. Đó. 12 cây hường sọc nha cô chú anh chị mình. 150.000. Mã này mã L9. Tiếp theo mã L10 là 5 cây Phụng Hoàng Lửa. Phụng Hoàng Lửa thì cây này là cây giống ha.
thì cao từ 3-4 cặp lá đổ lên thì giao lưu đến của chú anh chị mình là 150.000 năm cây như thế này. 150.000 cho 5 cây phụng hoàng lửa mã LM. Phụng hoàng lửa cây giống nha. Tiếp theo mã LM1. Mỹ vàng sọc. Cây giống zin cao từ 20 đổ lên thì 5 cây như thế này giao lưu đến của chú anh chị mình là 200.000 cho 5 cây Mỹ vàng sọc mã LM1. Rất là đẹp luôn. Hoa là chuẩn hết nha. Tiếp theo là mã L12. 12 cây vàng sọc luôn. Vàng sọc đọt xanh. Cao từ 20 đổ lên thì miễn có những cây 30 luôn, từ 25, 20, 20, 25 đổ lên. Thì 12 cây mã L12, 12 cây vàng sọc giao lưu đến cô chú anh chị mình là 200.000 bao ship. Đó, rất là đẹp luôn. 12 cây vàng sọc như thế này. Vàng sọc đọt xanh. Tiếp theo là đến phụng hoàng cam cây lỡ cây dừa chơi. Đó, có hà có một cây đang hoa luôn. Thì này vẫn là combo 5 cây thì cây cao từ 40 đổ lên. Đó, giao lưu đến cô chú anh chị mình 5 cây thế này chỉ có 300.000 nha cô chú anh chị mình. 300.000 cho 5 cây phụng hoàng cam như thế này. Rất là đẹp. Phụng hoàng cam 5 cây. Mã L13 300.000 bao ship luôn. Sau là mã L14 lên để giao lưu đến cô chú anh chị mình một cây phụng long châu đẹp luôn. Phụng long châu. Thì cái phụng long châu này thì cao 30. Ngang là 30, cái này cũng bự nè. Một dạng cây bự ha. Cây này giao lưu đến cô chú anh chị mình là 350.000. Mã L13, 14. Mã L14 nha. Đó, phụng long châu. Tiếp theo là mã L15. Vàng cánh kép. Đó, có cái có nụ luôn. Vàng cánh kép thì cây cao từ 40 đổ lên, hầu như là 50 rồi. Thì 5 cây này cũng chỉ có 200.000. Mã L15 200.000 cho 5 cây vàng cánh kép. Tiếp tục là mã L16. Mã L16 là hường cánh kép. Cây cao cũng từ 20 đổ lên. 5 cây này 150.000. Mã L16 hường cánh kép 150.000 cho 5 cây nha cô chú anh chị mình. Tiếp theo là mã L7. Đơn dùng cẩm thạch. Cũng là 5 cây luôn. 5 cây đơn dùng cẩm thạch này giao lưu đến cô chú anh chị mình là 200.000 cho 5 cây đơn dùng cẩm thạch như thế này. Đó. Mã L18. Rất là đẹp. Tiếp theo là mã L19. Mỹ vàng son. Mã L19 cao là từ 20 đổ lên. Thì những cây cao nhất thì 40 hơn hết rồi. Thì 5 cây này giao lưu đến cô chú anh chị mình là 250.000 cho 5 cây Mỹ vàng son mã L19. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo em sẽ lên một cái combo đầy đủ mặt hàng cho cô chú anh chị mình chơi. Đó, mã cuối cùng, mã 20. Đó. Hay từ đếm từ đây qua đây ha là đơn dung cẩm thạch nè. Phụng hoàng cam. Hoàng như ý, phụng hoàng vàng. Vàng son Cần Thơ, phụng hoàng lửa, vàng sọc đọt xanh, đỏ kép, phụng long châu, hường kép, mỹ vàng son, hường sọc, vàng kép, tím sen Vĩnh Châu và một cây hồng cánh kép nữa nha. Một cây hồng cánh kép tại đang thiếu sót thì tiếp theo là một cây hồng cánh kép là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cây, 14 loại giống như thế này. Thì giao lưu 15 cây luôn, một cây Mỹ vàng sọc nữa là 15 cây. Thì 15 cây này giao lưu đến cô chú chị mình chỉ có 600.000. Cái gì? 600.000. Giao lưu đến cô chú chị mình là 600.000 nha cô chú chị mình. Thì mã này là mã cuối cùng ha, 15 cây. Thì cảm ơn cô chú chị mình đã theo dõi và ủng hộ nhà vườn Văn Vi cũng như là kênh Liên Nguyễn Hoa Kiện. Thì cô chú anh chị mình xem video có yêu thích mã nào thì cứ alo trực tiếp qua em qua số điện thoại hoặc là Zalo là 0907 827 392. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video ủng hộ nhà vườn. Thì cô chú anh chị mình xem video nhớ đăng ký ấn đăng ký kênh và chia sẻ
ủng hộ kênh Lê Nguyễn Hòa Kiển nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của chúng chị vào những video sau nha.